Hôm nay là thứ Hai, 22 tháng 8, 2011. Bản tin Hoa Thịnh Đốn chúng tôi chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình. Biến chuyển tại Libya, chế độ Muammar Gaddafi trên đà sụp đổ. Điểm ủng hộ Tổng thống Obama, Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ hiện ra sao? Nhìn ra thế giới, mời quý vị nghe tường trình về lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tại Tây Ban Nha. Biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi tại Hà Nội, ý kiến của người nước ngoài. Bản tin phân tích về chuyến lãnh tụ Bắc Hàn đến thăm nước Nga và chuyên mục Chính trường Hoa Kỳ, luật sư Phan Quốc Cường trao đổi với nhà bình luận Đại Dương về dự án bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Obama đề xướng. Đó là nội dung chương trình hôm nay của chúng tôi. Mở đầu là tin về tình hình Libya. Phe nổi dậy đã tiến vào thủ đô Tripoli. Xung đột giữa phe nổi dậy và thân Gaddafi vẫn tiếp diễn. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya thông báo đã bắt giữ Saif al-Islam, con trai lãnh đạo Libya. Đó là tin tức mà mọi người trên thế giới đang theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuy đang nghỉ hè nhưng chú tâm theo dõi sát tình hình Libya. Thưa quý khán thính giả, chiều Chủ nhật 21, phe nổi dậy đã tiến vào thủ đô Tripoli. Theo Ngoại trưởng Ý, thì chính quyền Gaddafi chỉ còn kiểm soát chưa đầy 15% thủ đô. Xung đột giữa phe nổi dậy và thân Gaddafi vẫn tiếp diễn, đặc biệt là gần dinh thự của đại tá Gaddafi. Từ chiều qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thông báo ngày tàn của chế độ Gaddafi đã cận kề và NATO kêu gọi phe nổi dậy hướng tới việc xây dựng một đất nước mới trên nền tảng của tự do dân chủ. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya thông báo đã bắt giữ một trong số các người con của đại tá Gaddafi là Saif al-Islam. Saif được coi là người có nhiều khả năng lên kế nhiệm cha. Tin vừa nói đã được trưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế xác nhận. Vào cuối tháng 6 năm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh truy nã ông Gaddafi cùng con trai là Saif al-Islam và lãnh đạo tình báo Libya Abdullah al-Sanusi. Tin ghi nhận lúc 12 giờ trưa nay giờ Washington cho biết giao chiến đang diễn ra dữ dội giữa phe nổi dậy và phe trung thành với Gaddafi. Ngoài ra, thông tin viên Reuters cho biết phe Gaddafi vẫn kháng cự với các xe tăng đặt gần hải cảng và công thự Bab al-Aziziyah của ông tại thủ đô Tripoli. Lực lượng của phe nổi dậy đang truy lùng các tay bắn xẻ từ cao ốc này sang cao ốc kia. Tiếng súng lẻ tẻ các nơi khiến dân chúng không dám trở ra đường sau khi đã tràn ra quảng trường xanh Green Square một lúc tối hôm qua để mừng sự sụp đổ của chế độ độc tài Gaddafi. Bắn xẻ là điều mà phe nổi dậy đang lo ngại nhất vì còn thành phần trung thành với Gaddafi với nhiều tay cảm tử vẫn đang chống trả. Từ biến chuyển tình hình thì người ta không thấy tăm tích gì của ông Muammar Gaddafi, 69 tuổi. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Libya để tường trình cùng quý khán thính giả ngay khi có thể. Điểm ủng hộ Tổng thống Obama, Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ. Biến chuyển tại Libya có lẽ đã nâng điểm ủng hộ của dân chúng Mỹ đối với Tổng thống Obama sau khi số này sụt giảm nghiêm trọng khi Hoa Kỳ bị cơ sở tài chính Standard & Poor's đánh sụt điểm tín dụng. Theo cuộc thăm dò được hãng Fox News đăng vào cuối tuần qua, thì 43,5% số dân chúng Mỹ được hỏi nói là họ ủng hộ công việc của Tổng thống Obama, 50,5% không ủng hộ. Đối với Quốc hội mà vụ tranh cãi dai dẳng về trần nợ khiến người dân chán nản, thì chỉ có 16% dân chúng đồng ý việc làm của Quốc hội, 78,2% phản đối. Và khi được hỏi là liệu nước Mỹ có đang đúng hướng hay không, thì chỉ có 18,3% người dân cho là đúng hướng, 74,5% nhận định rằng nước Mỹ đang đi chệch hướng. Tuy vậy, các cuộc chiến chỉ là một phần trong những vấn đề mà chính phủ Obama đang phải đương đầu. Phán quyết mới đây của một tòa kháng án liên bang Hoa Kỳ nói rằng vấn đề chính quyền Obama buộc tất cả những người dân nào không có bảo hiểm sức khỏe phải mua bảo hiểm sức khỏe là vi hiến. Dự luật về bảo hiểm sức khỏe do ông Obama đề xướng được gọi nôm na là Obamacare, đang trên đường đệ nạp lên tòa tối cao. Do đó, nhiều phân tích gia chính trị nhận định là tòa Bạch Ốc sẽ cố gắng trì hoãn sự phán xét của tòa tối cao. Trong chuyên mục Chính trường Hoa Kỳ vào cuối chương trình, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa luật sư Phan Quốc Cường với nhà bình luận Đại Dương về vấn đề này.
Nhìn ra quốc tế, hơn 1 triệu người dự lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới tại Tây Ban Nha. Thưa quý vị, Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua, tại phi trường quân sự Cuatro Vientos ở ngoại vi phía đông nam Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đã diễn ra nghi thức trọng thể cuối cùng của Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới với sự chủ trì của Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Theo Tòa Thánh Vatican, khoảng 1,5 triệu thanh niên công giáo đã tham gia lễ cầu nguyện bế mạc này. Theo AFP, thì tại cuộc tập hợp đông người chưa từng có tại Tây Ban Nha, các nghi thức đã được tổ chức đúng theo truyền thống, trang trọng với các lời cầu nguyện bằng tiếng Latin. Đêm trước, hàng trăm ngàn người đã tập hợp tại đó để làm lễ canh thức tới gần nửa đêm với sự hướng dẫn tinh thần của người đứng đầu công giáo. Theo thông tin viên RFI Geneviève de Thru có mặt tại chỗ, thì điều kiện thời tiết không thuận lợi, cơn giông và mưa tối qua khiến buổi lễ bị xáo trộn, lều bạt, túi ngủ còn ngổn ngang, nhiều người lộ rõ gương mặt mệt mỏi. Tuy nhiên sáng nay, trong buổi lễ bế mạc, niềm vui và sự nhiệt tình được thể hiện rõ nét. Buổi lễ này có sự tham gia của Đức Vua Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia, Hoàng tử Felipe và phu nhân cũng có mặt. Theo quan sát của hãng tin AFP, thì sau một đêm chủ trì lễ canh thức cùng giới trẻ và sau nhiều ngày đại hội diễn ra trong thời tiết nóng, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, năm nay 84 tuổi, tỏ ra khá mệt. Giáo hoàng Benedicto một lần nữa kêu gọi giới trẻ công giáo hiệp thông trong giáo hội và cảnh báo không thể đi theo được con đường của Đức Giêsu nếu đi theo một hành trình đơn độc. Ông nói với các thanh niên công giáo là các bạn có trách nhiệm là những người truyền bá thông điệp của Đức Chúa Trời tới những người trẻ nào không muốn bị quyến rũ bởi các hứa hẹn lầm lạc của một con đường sống không có Chúa. Sau đó, ông cầu nguyện cho họ, rồi yêu cầu họ cùng cầu nguyện với ông. Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tuyên bố kỳ Đại hội Giới Trẻ Công giáo năm 2013 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro ở Brazil. Phó Tổng thống Hoa Kỳ trấn an Trung Quốc về vấn đề nợ nần. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc tại thành đô hôm Chủ nhật vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đọc một bài diễn văn trước hàng trăm sinh viên đại học, trong đó nói rằng nước Mỹ không bao giờ sai phạm trong việc thanh toán nợ. Và ông nói rằng Hoa Kỳ vẫn là nước tốt nhất để đầu tư, mặc dù vừa bị đánh sụt điểm tín dụng. Bài diễn văn này của Phó Tổng thống Biden cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác của hai quốc gia như nhân quyền. Ông Biden phát biểu là Trung Quốc nên trân quý sự trao đổi giữa công dân với chính quyền. Từ đó sẽ tháo gỡ, mở ra được tất cả tiềm năng của người dân, nếu không thì vẫn có mầm mống của bất ổn. Chính quyền Trung Quốc chuẩn bị đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã tung ra chiến dịch càn quét những nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Tại Việt Nam thì biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua tại Hà Nội, chúng tôi ghi nhận ý kiến của những người nước ngoài. Thưa quý vị, người biểu tình tụ tập ở Hà Nội mỗi Chủ nhật từ độ hơn 10 tuần qua để phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính quyền Việt Nam nói các tàu Trung Quốc cố tình xen vào hoạt động thăm dầu trong vùng biển có tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam. Tại những cuộc biểu tình trước, không khí giống như lễ hội, người biểu tình ca hát và tán gẫu với bạn bè. Thế nhưng lần này, không khí có vẻ đe dọa hơn. Hôm Chủ nhật vừa qua, chỉ sau vài phút có người tụ tập, một chiếc xe buýt chống đậu cặp kè vào đoàn biểu tình. Một nhóm đàn ông mặc thường phục tóm lấy một số người biểu tình và lôi họ lên xe buýt. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đông chật những người bị bắt, nhưng nhiều người vẫn hát. Cuộc trấn áp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu ngưng biểu tình, nếu không sẽ có những biện pháp cần thiết đối với những ai không tuân hành. Ủy ban nói trong những ngày vừa qua, các lực lượng chống đối trong và ngoài nước đã xúi giục và chỉ đạo các cuộc biểu tình, vì thế cần phải ngưng tụ tập biểu tình trong thành phố. Nhưng ông Phil Robertson của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho rằng lập luận đó không đúng. Ông nói, trong nhiều trường hợp, chỉ là những người dân bình thường có tình cảm yêu nước và không vui trước những gì mà Trung Quốc đang làm và họ đã tham gia. Bôi nhọ họ bằng cách nói rằng họ là những người chống phá cách mạng thì chẳng có bằng chứng nào ủng hộ cho lập luận này cả. Hôm thứ Sáu tuần trước, thì một nhóm 25 trí thức có uy tín
trong đó có một số cựu chiến binh đã gửi kiến nghị lên ủy ban để thách thức lệnh cấm biểu tình. Kiến nghị bác bỏ lập luận cho rằng các cuộc biểu tình có liên hệ với các thế lực bên ngoài và khẳng định biểu tình này chỉ là một hình ảnh tốt nói lên lòng yêu nước của người dân Việt. Theo ông Phil Robertson, thì chính nội bộ chính quyền cũng chia rẽ về cách đối phó với người biểu tình. Ông nói, điều thú vị là lệnh chính thức có con dấu chính thức nhưng không có ai ký vào đó. Điều này phải chăng ở mức độ nào đó đã có sự thiếu nhất trí trong chính quyền Việt Nam khi bỏ tù những người nêu lên quan tâm về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam. Vụ trấn áp hôm Chủ nhật diễn ra sau khi có đàm phán sơ bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ. Qua đó, cả hai phía đều đồng ý là cần phải lái dư luận đi đúng hướng. Tuy nhiên, biểu tình vẫn tiếp tục sau khi trên mạng Internet có đoạn video cho thấy một công an đánh đập một người biểu tình, khiến quần chúng lên án rộng khắp. Giáo sư Carl Thayer của Úc nói các vụ trấn áp tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới 2 tuần sau cũng gặp phản ứng tiêu cực của báo chí. Ông phát biểu là cuộc trấn áp mạnh tay tại thành phố Hồ Chí Minh gây tác dụng ngược cho chính quyền. Nhiều người dân rất bực tức trước vụ này. Nhưng cuộc trấn áp ở miền Nam thành công vì người dân ở đây ngưng tổ chức các cuộc biểu tình. Trong lúc bà con và bạn bè của những người bị giam ở Hà Nội còn chờ tin tức của người thân, thì vẫn chưa rõ cuộc trấn áp hôm Chủ nhật có chấm dứt được những cuộc biểu tình thường lệ, hiếm thấy tại xứ Cộng sản này hay không. Đến đây, mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó, chương trình sẽ tiếp nối với bản tin phân tích về chuyến lãnh tụ Bắc Hàn đến thăm nước Nga.